nối chủ đề những bài hát làm nên tên tuổi, sân khấu chương trình Vang Bóng Một Thời tuần này sẽ chào đón sự xuất hiện của năm ca sĩ vô cùng đặc biệt. Đó chính là ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Rất cao. Có kỹ năng về múa. Múa gì? Múa gì? Blue. 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 Đến bây giờ em vẫn không quên được cái cảm giác khi mà lần đầu tiên một mình đứng trên một cái sân khấu, lúc đó là 3.000 khán giả. Sáng em hôm nào đứng giữa linh hồn khi tôi chợt mơ thấy. Sáng em trong vòng tay cùng tôi mãi luyến lưu đời sống này. Câu chuyện làm nghề của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng có điều gì thú vị? Mời quý vị đón xem cùng MC Đại Nghĩa. Đại Nghĩa xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Vang Bóng Một Thời, chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện. Và hàng tuần chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 21 giờ thứ bảy trên kênh Truyền Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh Truyền Vĩnh Long 2. Và ngày hôm nay với chủ đề những bản hit làm nên tên tuổi thì chúng tôi cũng sẽ mời đến đây một nhân vật khách mời đặc biệt, một người ca sĩ cũng được quý vị khán giả yêu mến trong suốt bao nhiêu năm vừa qua. Nhưng mà trước khi gặp người nghệ sĩ khách mời đặc biệt này thì chúng ta sẽ gặp gỡ với một người trong ban bình luận cùng với Đại Nghĩa, sẽ là người bạn đồng hành cùng với Đại Nghĩa trong chương trình Vang Bóng Một Thời, đó chính là ca sĩ Phương Thanh. Như tuần trước á, mình đã gặp và trò chuyện với anh Quang Dũng ha, một cái phong cách nó trầm tĩnh, nó nhẹ nhàng, nó êm ái. Hôm nay á, thì em cũng sẽ mời đến đây một người nghệ sĩ cũng tương tự như vậy. Cái tương phong tự. Cách cũng trầm tĩnh như thế, cũng hiền lành, cũng dễ thương, cũng đáng yêu như thế luôn. Khó vậy ta. Bây giờ cũng là một cái màn để mà mình thách đố nhau. Nữa hả? Dạ, phải thách đố nữa chứ. Trời ơi, tuần nào cũng bị thách đố. Hên á, tuần trước nữa và tuần trước nữa là hên đó, Phương Thanh trúng. Dạ, để coi coi tuần này chị có đoán trúng hay không nha. Nhưng mà bữa nay là em có dễ dãi hơn với chị một chút xíu. Tức là em đã mời cái người nghệ sĩ khách mời đó đứng sẵn ở vị trí trên sân khấu rồi. Chỉ có điều là bây giờ anh ấy quay mặt vào trong và ánh sáng thì đánh ngược, cho nên là mình thấy cái bóng thôi chứ mình không nhìn thấy rõ mặt của anh ta. Rồi bây giờ em sẽ cho chị một vài gợi ý nè. Rồi. Hồi nãy em đã nói là anh ấy thì đương nhiên đây là một người nghệ sĩ nam rồi đúng không? Đó, nam. Mà nhìn chị nhìn từ xa xa nè, trong bóng đêm nè ha, ngược sáng nè ha, cái dáng dấp đó cao không? Đứng hai hàng, rất cao. Khoảng 1m8 đó chứ không phải chơi nha. 1m8. Thêm chi tiết này nè, đẹp trai luôn. Đẹp trai. Rồi chị nhớ lại coi trong ca sĩ nam của mình á. Đẹp trai là nè. Là tầm 1m8 đẹp trai nè. Tất cả các ca sĩ đều khoảng 1m70. 72 đổ lại 1m8 biết ai luôn. Trời ơi. Ghê không? Chị làm như trong showbiz này có một người, hai người 1m8 vậy đó. Bây giờ nè, thêm cho chị một dữ liệu nữa nha. Cái anh này á, là anh có kỹ năng về múa. Múa gì? Múa gì? Hiện đại hay gì đã? Blue. Blue. Blue hả? Blue. Blue là biết ai luôn. Tôi biết luôn rồi. Thôi bây giờ vậy, để cho chị rõ hơn và chị dễ đoán hơn nha. Em sẽ nhờ anh ấy đi một vài đường lả lướt. Lả lướt là đoán ra luôn, không trực một phát nào. Dạ, em nhờ anh cho em một động tác ạ. Rồi xoay biết luôn. Rồi biết ai luôn rồi. Rồi chị nói đi là ai. Thôi múa luôn đi. Thôi chị phải đoán đi cái nã rồi em cho mọi người biết coi đúng ngoài hay không. Ngoài kia bao nhiêu câu ca tình nhân lứa đôi, khắp thế gian ơi Phi Hùng ơi. Phi Hùng ơi. Phi Hùng ơi. Là ca sĩ Phi Hùng. Nguyễn Phi Hùng, ý chị là vậy đúng không? Dạ. Xin mời âm nhạc. Tay vươn dài ra nè đó. Yeah! Mãi khóc đêm Oh.
Dạ thưa quý vị, đó chính là ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Cảm ơn vũ đoàn Hoàng Thông. Em xin mời anh Hùng đến đây ạ. Trai đẹp của tôi. Chào chị Tranh, chào anh Nghĩa. Quá tuyệt vời luôn. Ngay đây. Chào anh. Xin chào. Trời ơi, bữa nay thấy chị nữ tính quá ta. Trời ơi, quay với Phi Hùng cũng là phải nữ tính đẹp. Thưa quý vị, vừa rồi là phần mở màn rất là sôi động của anh Nguyễn Phi Hùng và chị Phương Thanh đã đoán chính xác. Đó chính là khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay. Anh Hùng ơi, anh có thể chia sẻ về cái tiết mục vừa rồi mà anh trình diễn được hay không? Bài hát vừa rồi là một cái bài hát mà theo một cái phong cách dance pop, đó là bài hát Bên Nhau Đêm Nay mà Hùng đã dành rất là nhiều thời gian để tập luyện với vũ đoàn Hoàng Thông. Bởi vì khán giả thì cũng đã biết Hùng qua vai trò trước tiên là một diễn viên múa. Chính vì vậy cho nên là món quà đầu tiên Phi Hùng mong muốn là sẽ truyền tải năng lượng đến mọi người, để mọi người lúc nào cũng cảm thấy là nhiều năng lượng tích cực. Dạ, chúng ta hãy cùng nhau xem qua một số hình ảnh cũng như là thông tin về anh Nguyễn Phi Hùng trước nha. Và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện thêm phần thú vị. Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Ban đầu, anh hoạt động nghệ thuật với tư cách là một diễn viên múa ba lê. Năm 1998, anh chuyển công tác vào thành phố Hồ Chí Minh, sở hữu một ngoại hình phù hợp với trình diễn sân khấu và một tài năng ca hát trời phú. Nguyễn Phi Hùng đã được Trung tâm Tài năng mới mời về trở thành ca sĩ độc quyền. Đến năm 2001, anh được đông đảo mọi người biết đến khi hát thành công các ca khúc như Dáng Em, Tình Đơn Côi, Mưa Tuyệt Vọng. Hầu hết những bài hát này đều là nhạc hoa lời Việt với giai điệu nhẹ nhàng, phù hợp với chất giọng chân phương của anh. Sáng em hôm nào, đứng giữa linh hồn khi tôi chợt mơ thấy. Sáng em trong vòng tay, cùng tôi mãi luôn lưu đời sống này. Sau khi đã gặt hái được nhiều thành công ở lĩnh vực âm nhạc, Nguyễn Phi Hùng đã lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và nhận được giải diễn viên triển vọng của giải Cánh Diều Vàng do Hội Điện ảnh Việt Nam trao tặng. Ngoài ra, anh còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng khác như Yêu Từ Thuở Nào, Khi Người Đàn Ông Mang Bầu, Tình Yêu Còn Lại. Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Nguyễn Phi Hùng đã chinh phục khán giả bằng giọng hát ngọt ngào, đầy tình cảm và lòng sắt son với âm nhạc. Vừa rồi thì chúng ta đã xem qua một số hình ảnh của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cái thuở mới vào nghề. Cái thuở này chắc là cỡ năm 2000 đó nhỉ, bắt đầu từ năm 2000. Dạ, khoảng năm 2000. Và như chúng ta xem qua thông tin thì chúng ta thấy rằng là anh Hùng là ảnh ở Hà Nội, rồi ảnh là diễn viên múa ở ngoài đó. Nhưng mà rồi sau đó không biết vì quyết định như thế nào, hoặc là ai là cái người thúc đẩy để anh có một cái quyết định là anh rời Hà Nội vào trong thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp và chuyển một cái vai trò mới hoàn toàn như vậy ạ. Thực sự thì trước đây thì Hùng cũng đã có 8 năm học ở trường múa. Và sau khi ra trường thì Hùng muốn tìm cái nơi nào làm việc để cho mình có thể phát huy được hết khả năng của mình trong vấn đề diễn viên múa. Thì may mắn là đoàn Ballet Tháng 10 lúc đó ra ngoài Hà Nội để tuyển diễn viên. Thì em đã đầu quân cho đoàn Ballet Tháng 10. Thì trong thời gian đó thì em tập luyện ở Cung Văn hóa Lao động 2 năm trời cùng với các diễn viên trong đoàn. Và một cái dịp tình cờ khi mà em đi dạy cho các ca sĩ của Trung tâm Tài năng mới á, cũng là ngẫu nhiên tình cờ sau cái buổi tập với nhau thì mọi người hay đi hát karaoke chơi này, thì em cũng ngẫu hứng em hát những cái bài mà gọi là sở thích của em thôi, như mấy bài của ban nhạc Beatles hồi xưa đó. Thì khi đó người quản lý là chị Thủy Nguyễn thì mới thấy là ô, cậu bé này vừa biết nhảy múa này, vừa cao mà lại đẹp trai, ca được này, hát được. Dạ, mời em vào làm ca sĩ của công ty. Lúc đó em bất ngờ lắm, em không dám nhận lời. Tại vì em là một người rất là nhút nhát. Phải nói là trong lớp học của em 7-8 năm nữa là em là một người nhát nhất lớp luôn. Cái thời điểm này nè, showbiz đang hát, tức là các ca sĩ đang hát tự nhiên nghe công ty Tài năng mới. Dạ. Đúng không? Tuyển một ca sĩ mà lại là diễn viên múa. Diễn viên múa cho mọi người rất là tò mò. Dạ. Rất là tò mò hỏi, rồi cái chàng trai múa này nè, đẹp thì đẹp thiệt rồi đó. Tức là cái cảm giác lúc đó mọi người, nhưng mà không biết hát sao. Đó, thì công nhận là khi mà tiếp xúc với Phi Hùng, mới thấy là Phi Hùng toàn vẹn. Nhưng mà rồi khi bước vào trung tâm á, khoảng bao lâu thì anh mới được chính thức ra mắt với vai trò là một ca sĩ chuyên nghiệp? Khi mà vào Trung tâm Tài năng mới thì em cũng có được công ty gửi đi học những lớp thanh nhạc của các thầy giáo ở nhạc viện như là cô Mỹ An, thầy Nhất Sinh. Thì trải qua khoảng 6 tháng chuẩn bị
thì vừa luyện thanh mà vừa luyện tập những cái bài hát để chuẩn bị cho live show ra mắt. Thì đối với em là một cái thời gian mà nó quên đi tất cả những cái việc bên ngoài, chỉ có tập trung vô cái chuyên môn của mình thôi. Và có nhiều khi kể cả chuyện gia đình của mình cũng phải bị gián đoạn nữa, mà cũng gây ra những cái hiểu lầm. Lúc đó là em tập trung quá mà ăn ngủ ở sàn luôn, không có thời gian để mà liên lạc với bạn bè nữa. Lúc đó thì em cũng bị gia đình em giận. Em bị hiểu lầm. Dạ, bị hiểu nhưng lầm. Lúc đó rồi em theo cái show, theo cái trình tự của show, rồi sau đó em giải thích hay là lúc đó em như thế nào? Dạ thì nói chung là phải giải tỏa trước khi show. Ồ, chứ không là em sẽ bị tâm lý đúng không? Em thấy đó là một cái chiến lược cũng khá là táo bạo. Thường là các ca sĩ đã nổi tiếng rồi, thì họ mới làm live show. Nhưng mà tự nhiên xuất hiện đồng loạt hết trong thành phố, rất là nhiều những tấm áp phích như vậy. Nó là live show ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Ủa, Nguyễn Phi Hùng là ai? Nguyễn Phi Hùng là ai? Nhìn gương mặt ấn tượng đẹp mà không ai biết là ai hết. Đúng thì rồi. Em nghĩ rằng đó là một cái chiến lược cũng rất là... táo bạo của bên công ty tài năng mới, nhưng mà cũng làm ép tim lắm chứ. Tức là giống như là chơi làm một ăn được ăn cả ngã về không. Đúng rồi, chính xác. Tức là nếu mà thành công một cái thì đẩy cái nhân vật này lên trở thành một hiện tượng, một ngôi sao. Còn nếu như mà không thành công thì chắc là mang về cất luôn. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà chị nghĩ là Phương Thanh nghĩ rằng là bầu show này có một cái cách đi rất táo bạo và có niềm tin, có một đường đi khác so với tất cả những các ca sĩ khác thời điểm đó. Cho nên Hùng nghiễm nhiên bị áp lực là chuyện bình thường. Mà chỉ trong vòng 6 tháng thôi. Ca sĩ mà để thành công và dám tổ chức một cái live show cũng phải 5 năm, 10 năm. Đúng rồi. Còn đằng này anh ấy chỉ chuẩn bị trong 6 tháng. Vậy anh có thể chia sẻ lại cái cảm giác của mình khi mà cái đêm live show đó diễn ra hay không? Đến bây giờ em vẫn không quên được cái cảm giác khi mà lần đầu tiên một mình đứng trên một cái sân khấu, lúc đó ở sân 4A nhà văn hóa thanh niên, lúc đó là 3.000 khán giả. Mà trước khi mà diễn là trời đổ một cơn mưa rất là lớn nữa. Trời ơi, nghĩ rằng là cơn mưa này là khán giả sẽ không ai tới. Nhưng mà vừa dứt cơn mưa cái là 3.000 khán giả tới. Lúc đó mình lại hồi hộp. Phải nói là từ cái phòng thay đồ với cái chỗ bước lên sân khấu là em cứ đi ra đi vào 7 lần mà không biết làm gì. Dạ, tại vì lúc đó cái bụng nó quặn thắt, nó đau mà nó giống như mình cái cảm giác hồi hộp quá. Lên sân khấu mình toát mồ hôi chân, mồ hôi tay á. Nhưng mà khi mà bước lên sân khấu rồi thì một bài đầu tiên nó hơi chật chạc một chút xíu, nó hơi run. Nhưng mà sau đó thì nhờ những cái tháng ngày mình luyện tập á, thì bắt đầu nó từ từ lấy lại được cái cảm giác sân khấu. Thì khi đó diễn xong chương trình đó thì rõ ràng là có những cái phản hồi từ khán giả cũng như là những người có chuyên môn, thì cũng có những người nhận định rất là khách quan, giọng ca cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Thì đến bây giờ em vẫn luôn luôn cảm ơn những cái lời khách quan. Đúng đó. Đúng rồi, chính xác. Tại vì là họ rất là công tâm để cho mình biết được là mình đang đứng ở vị trí nào. Nhưng mà điều mà em cảm thấy vui nhất đó là mình đã dám vượt qua một Nguyễn Phi Hùng nhút nhát ngày nào. Tới bây giờ vẫn thấy nhát. Chị vẫn thấy nhát. Và sau cái live show đó thì anh có thấy rằng cái con đường của anh nó đã bước sang một cái trang mới hay không? Chưa đâu. Tức là cái show đầu tiên đó mới tạo được cái sức hút về truyền thông thôi. Tức là mọi người tò mò thôi. Nhưng mà thực sự để khán giả yêu mến thì cái người ca sĩ đó phải có bài hit. Đúng rồi. Lúc đó thì em phải chờ đợi thêm mất một năm nữa để tìm ra những cái bài hát nó đúng cái sở trường cũng như là đúng cái gu thưởng thức của khán giả. Cho nên là cái thời gian chờ đợi đó cũng là một cái thời gian thử thách. Mà nếu như mình không vững thì mình cũng sẽ buông xuôi ở giai đúng đoạn rồi. Đó. Đúng rồi. Và công ty thì cũng đã dốc tận lực đến những cái giọt tài chính cuối cùng để mà sản xuất ra cái album. Và lúc đó thì cái người quản lý chị Thủy Nguyễn cũng có nói là nếu như mà cái album này không thành công thì sao, thì em có suy nghĩ gì không, em sẽ bắt đầu như thế nào. Thì em nghĩ là không sao, thì em lại trở về với công việc. Em là một diễn viên múa và em vẫn yêu nghệ thuật như lúc đầu, nhưng mà cũng cảm ơn những cái gì mà công ty đã dành cho em suốt thời gian qua. Dạ, như vậy là cái album đó là ra mắt sau cái live show là một năm. Dạ, là tức album là em một của anh luôn đúng không anh? Nó là album thứ ba đó. Dạ, album đầu là album giới thiệu giọng ca mới. Thì album đó thì tạo được cái sự tò mò thôi. Đây anh Hùng, đây là cái album Vol 1 của anh đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Dạ, tức là cái album này là vừa sau cái live show. Đúng rồi, album này là sẽ phát hành chung với live show luôn. Giới thiệu giọng ca mới luôn. Giọng ca mới Nguyễn Phi Hùng đó. Dạ. Đó, hồi xưa ốm quá trời thấy không? Mặt góc cạnh đẹp quá. Dạ. Nhưng mà cái album mà anh vừa mới nói đến, mà để tạo được một cái sự đột phá thành công, để thực sự là nổi tiếng á, là phải là album thứ 3. Đúng rồi. Album thứ ba là album Anh Không Muốn Ra Đi. Thì đây là những cái bài hát nhạc hoa lời Việt mà em đã nhờ bạn bè viết lời cũng như là những bài. Còn cái bài Dáng Em thì nằm trong album nào? Bài Dáng Em là nằm sau album sau Anh Không Muốn Ra Đi. Dạ. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị khán giả cũng như mời anh Hùng và chị Chanh, chúng ta hãy xem lại một số hình ảnh của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng trong cái live show đầu tiên của anh nha.
người tôi yêu quá xinh tin bao người ngắm nhìn tôi chót nhiều lòng lo ôi trái tim buồn nặng đừng nhìn ai nhé em mỗi khi em bước về cùng cười với người việt đi em cũng thấy anh rồi. Xin cảm ơn, cảm ơn em rất nhiều. Wow. Anh Hùng ơi, đây là hình ảnh trong một cái show của anh, nhưng mà không phải là cái live show đầu tiên giới thiệu anh đúng không? Dạ, show đầu tiên chắc bây giờ hơi khó kiếm á. Dạ. Mà đây là cái show này là show thứ ba mà dạ. công ty tổ chức cho em tại câu lạc bộ Lan Anh. Và như mình thấy trong cái show vừa rồi mình coi đó, khán giả rất là cuồng nhiệt với anh, đặc biệt là các bạn trẻ. Các bạn nhảy rồi hú hét rồi mặc áo có hình anh rồi gọi tên anh rồi lên sân khấu tặng hoa tặng gói bông. Chắc là thời điểm đó là fan là mình không thể nào mình đếm xuể phải không anh? Em vẫn còn nhớ là lúc đó em phải làm một cái căn phòng để mà chứa tất cả những cái đồ của khán giả tặng. Dạ. Như là những con gấu bông hay là những cái bông hoa đó mình giữ đó giống như một cái kỷ vật. Nhưng mà rồi thì có những cái giai đoạn mình đi từ thiện á, mình thấy được những cái trung tâm trẻ mồ côi, các em rất là thiếu những cái món đồ chơi đó. Rồi. Thế là em mới gợi ý với các fan của mình là Hồng có thể gửi tặng những cái món quà đó cho các em hay không. Thì lúc đó em còn nhớ là chị Lê Trinh tổ chức cái chương trình đó. Lâu lắm rồi đó. Dạ, thế là em mới được sự đồng ý của các fan thì em mới gửi tặng cho tất cả các em. Mà thích nhất là cảm giác mà nhìn thấy các em ôm những con gấu bự nhà bá này này. Đối với mình thì mình đã có cái sự hạnh phúc khi mà nhận được trên sân khấu rồi. Dạ. Nhưng mình muốn lan tỏa cái điều hạnh phúc đó cho những người khó khăn hơn nữa. Dạ. Và như mình cũng thấy, nghệ sĩ mà chắc chắn là phải có cái sự yêu thương của fan, của khán giả. Em thì luôn luôn có một cái tôn chỉ trong lòng mình, đó là với khán giả của mình luôn luôn mình có một cái sự tôn trọng và một cái khoảng cách nhất định. Có những bạn khán giả họ rất là biết cái vị trí của mình như thế nào để họ giữ một cái khoảng cách cần thiết, tức là vẫn ngưỡng mộ mình nhưng mà vẫn dành cho mình một cái sự tôn trọng từ xa, không quá làm cho mình cảm giác khó xử khi mà tìm mọi cách để mà tiếp cận mình. Và hôm nay thì chương trình cũng sẽ có một cái điều đặc biệt bất ngờ dành cho anh Hùng. Nãy giờ chúng ta đang trò chuyện về fan, về khán giả đúng không? Đúng rồi. Thì như em nói cũng sẽ có những người fan, mặc dù là họ cũng gọi là fan cuồng của mình đó, nhưng mà họ vẫn luôn dành cho mình một cái sự tôn trọng, một cái sự ngưỡng mộ từ xa. Họ chỉ âm thầm đứng phía sau, đứng từ đằng xa để mà dành cho mình một cái tình yêu nào đó. Thì ngày hôm nay sẽ có một fan như vậy đến với anh. Im lặng, người im không được quay đâu, nhìn thẳng đằng trước. Wow. Đó, đằng trước, fan ở đằng trước. Chương trình đừng có làm em bất ngờ nhé, em yếu tim lắm á. 1 2 3 Anh Hùng ơi. Trời ơi. Mời anh hãy ký cho em. Trời ơi, đây là nhà văn nhà thơ mà Hùng ngưỡng mộ lắm kìa. Mời Hamlet Trương vào đây. Dạ, thưa quý vị, dạ, người trước đi ạ. Fan cuồng. Hôm qua anh mới nghe bài hát của em. Trời ơi, cái bài hát rồi, gì mà em vào đây. Bài hát này sắp thành hit rồi nha. Ước gì cũng có một fan như là Hamlet Trương. Dạ thưa quý vị, cái người fan cuồng mà Nghĩa vừa mới nhắc đến đó chính là nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, ca sĩ, rồi cũng có là người dẫn chương trình luôn, Hamlet Trương. Dạ. Một cái tên cũng không phải là xa lạ với giới trẻ. Wow. Những cái bài hát mà em sáng tác là anh rất là thích. Nhưng mà ngày hôm qua anh bất ngờ nghe bạn thì Orange gì đó hát cái bài mới của em. Dạ. Trời ơi, bài hay quá. Ôi, trời. Ôi, mình hay rồi, mình kiếm cách mình lấy bài đó mình hát đi Hùng. Giọng nữ, nhưng mà chừng nào sáng tác giọng nam cho anh biết nha. Dạ, anh ký trước đi ạ. Cái này anh rất là bất ngờ. Bởi trời. Vì anh mới biết là fan của anh Hùng mà fan cuồng luôn là Hamlet Trương. Trời ơi, không ngờ đại nghĩa nói xong quay qua hết hồn luôn á. Mình đó chị. Hamlet Trương, em có thể nói cho mọi người biết về cái tình yêu, cái sự ngưỡng mộ mà em dành cho anh Phi Hùng như thế nào và bắt đầu ra sao? Nhận được lời mời để mà đến bày tỏ một cái tình cảm với anh Nguyễn Phi Hùng thì em lập tức đồng ý ngay. Bởi vì những cái bài hát của anh Nguyễn Phi Hùng trong thời gian đó nó cũng là một phần thanh xuân rất là lớn trong em. Và nó cũng là một cái gì đó nó khiến cho mình có một cái ngọn lửa để mà mình có thể muốn được trở thành một người nghệ sĩ trong tương lai. Em có nhớ cái lần đầu tiên khi mà em được gặp anh Nguyễn Phi Hùng lúc đó như thế nào không? Em thì lúc đó không có được đi coi live show. Tại vì không có tiền. Tại vì không có tiền. Tụi em được coi những cái chương trình là ở tòa soạn báo Mực Tím. Rồi, đúng rồi. Được tặng một thạch, nhớ rồi. Dạ, lúc đó là coi chương trình xong thì lúc mà các nghệ sĩ sẽ chạy ra khỏi tòa soạn, lên xe hơi chạy ra khỏi tòa soạn thì fan sẽ chạy theo để xin hình.
còn em xin không được cái em đu theo cái xe hơi của ảnh luôn. Đu theo cái xe hơi của ảnh luôn. Em đu luôn, rồi em mất một chiếc dép luôn. Gần mất chiếc dép luôn. Đã không có tiền rồi còn bị mất chiếc dép nữa. Nhưng mà mình rất là hạnh phúc. Và những cái chương trình ở các khoa soạn nhưng mà cuối cùng sau khi mất chiếc dép rồi có xin được hình không? Cũng được nhưng mà bị quăng góc tùm lum hết. Thì tranh giành là tranh giành hay sao? Dạ đúng rồi, tranh đông lắm. Lúc xưa đó hay có tặng lắm. Hình khán giả đó. Mà phải đến hai lần, lần đầu tiên là mình sẽ đến mình lấy vé trước. Sau rồi cũng phải chen chúc rất là nhiều. Sau đó mà cầm cái vé đó vài ngày sau mới được đi coi. Rất là vất vả ha, mất chiếc dép. Cuối cùng xin đường tấm hình mà còn bị quăng góc nữa, nhăn nheo nữa. Gian nan dữ dội. Rồi sau đó, chỉ cái lần đó rồi em gặp thôi. Và sau đó em ngưỡng mộ anh Hùng từ xa. Hay là em có tiếp cận anh Hùng rồi sau này trở thành một fan ruột của anh ấy luôn không? Dạ, sau đó bạn đi khoảng một thời gian, một vài năm. Thì tại vì em cũng có cái cơ hội được đi làm từ rất là sớm. Và bản thân Trương cũng là một cái người làm các công tác về hậu trường ở trong sân khấu. Thì em sau đó em có làm một số những cái chương trình như là Thế giới V-pop hoặc là C-show. Thì em cũng là Gia người biên tập. Gia đình tình yêu em có làm không? À, đúng rồi. Dịch chưa? Sau cái gia đình tình yêu. Thì đó là lúc mà em được gặp lại các anh chị mình yêu thích ở một cái công việc khác. Nên mình không thể nào mình cuồng như hồi xưa được. Lúc đó là Hùng hâm mộ lại. Tại vì lúc đó giai đoạn mà Hamlet Trương ra là có một số bài mà làm cho bên công ty của Quang Huy đó. Có những cái bài của Trương của Nhanh hát rất là nhiều cảm xúc, khán giả cũng yêu mến lắm. Cho nên là mình nghĩ là ủa, cậu nhạc sĩ nào trẻ trẻ mà sao sáng tác hay dữ ta. Tạo ra một cái trào lưu mới luôn. Lúc đó giống như là một cái làn sóng mới luôn. Thì mình nghĩ là mình chỉ là chưa biết là fan của mình. Nhưng mình nghĩ là đây là một người đồng nghiệp mà mình rất là trân trọng. Sau đó thì hai anh em có gặp nhau một lần khi mà hát chung Thay Lời Muốn Nói. Thì lúc đó mới thật sự là được nói chuyện trực tiếp. Thì em có gặp anh Hùng ở trong, em nói là anh ơi, anh là tuổi thơ của em. Mà em thấy anh cũng chưa có tin lắm. Chưa tin lắm, đúng rồi, đúng rồi. Tại vì... anh chưa tin lắm mà kiểu rất là hồ nghi luôn. Lúc đó anh thấy làm sao? Vì anh thấy trời ơi, cậu bé này nổi tiếng quá mà coi như là một nhà văn, nhà thơ đã ra mười mấy cuốn tự truyện rồi. Cũng đều được công chúng đón nhận rất là rộng. Trong khi đó yêu mến mình. Nhưng bữa nay thì gặp lại em thì rõ ràng là anh có một cái niềm tin rất là lớn. Vậy là lúc đó anh vẫn chưa tin luôn anh Hùng? Chưa. Đến bữa nay mới tin đó hả? Nghĩ là thảo mai đó anh. Chưa tin được, ai cũng vậy thôi. Tại vì khi gặp fan của mình, fan ruột của mình mà sau này lại thành đạt. Đúng nên rồi. Mình phải có một cái thời gian để tâm sự giống như hôm nay. Chứ không phải là gặp như hồi bữa. Và hôm nay khi mà Hamlet Trương có cơ hội ngồi đây cùng với anh Nguyễn Phi Hùng, một thần tượng của tuổi thơ của mình, đúng không? Một thần tượng mà bao nhiêu năm mình cũng không có nhiều dịp để bày tỏ nữa. Đó thì hôm nay cảm giác rất là vui sướng, hạnh phúc. Và hôm nay sẽ càng hạnh phúc hơn nếu như em được nghe thần tượng của em dành tặng cho em một bài hát. Ủa, em có được yêu cầu không? Ừ, em yêu cầu đi. Rồi đó, thổ lộ đi, mất chiếc dép rồi. Em là nhân vật đặc biệt. Bây giờ em sẽ yêu cầu một bài hát mà em tin chắc cũng đã làm nên tuổi thơ của rất nhiều người. Và cũng như là làm nên tên tuổi của anh Nguyễn Phi Hùng. Đó là bài Dáng Em. Wow, anh Hùng thắng lòng không ạ? Chúng ta hãy cùng trở về thanh xuân. Đây là bài hát mà phát hành khoảng năm 2003. Đó, và đến nay thì cũng được mười mấy năm rồi. Nhưng mà luôn luôn được khán giả yêu cầu. Giống như là bài Trống Vắng của chị Thanh vậy đó. Đi đâu là khán giả cũng yêu cầu. Dạ, chào bài Nguyễn Phi Hùng nha. Ok. Ngoài kia bao nhiêu câu ca tình nhân thơ thẩn, khắp thế gian nghe như con sông trôi nghẹn ngào. Và anh buông rơi bao nhiêu lệ trên bước chân, để biết em ra đi không khi nào trở lại. Nói đi em, bao sương gió trong đời oan trai, mà sao em mang thân đi suốt cánh dài. Nói đi em, bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi từ nay theo em đi về nơi xưa xa. Tình ca năm xưa ta như đùa vui thế thôi, có biết đâu hôm nay tôi nghe trong nghẹn ngào. Tình yêu hôm nào như đang cài thân xác tôi, bởi những nhớ nhung không khi nào mang em về lại. Nói đi em, bao sương gió trong đời oan trai, mà sao em mang thân đi suốt cánh dài. Nói đi em, bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi từ nay theo em đi về nơi xưa xa.
tôi chợt mơ thấy dáng em trong vòng tay, cùng tôi mãi luôn lưu đời sống này. Dáng em mơ hồ, thức giấc tôi tìm trong muôn trùng tiếc nuối. Dẫu nhân gian cuồng quay, còn tôi đứng mãi nơi này ngóng chờ. Ngoài kia bao nhiêu câu ca tình nhân thơ than, khắp thế gian nghe như con sông trôi nghẹn ngào. Và anh buông rơi bao nhiêu lệ trên bước chân, để biết em ra đi không khi nào trở lại. Nói đi em bao sương gió trong đời oan trai, mà sao em mang thân đi suốt cánh dài. Nói đi em bao nhiêu ân tình chúng ta, đã mãi mãi từ nay theo em đi về nơi xưa xa. Tình ca năm xưa ta như đùa vui thế thôi, có biết đâu hôm nay tôi nghe trong nghẹn ngào. Tình yêu hôm nào như đang cài thân xác tôi, bởi những nhớ nhung không kỳ nào mang em về lại. Nói đi em bao sương gió trong đời oan trai, mà sao em mang thân đi suốt cánh dài. Nói đi em bao nhiêu ân tình chúng ta, đã mãi mãi từ nay theo em đi về nơi xưa xa. Sáng em hôm nào đứng giữa linh hồn khi tôi chợt mơ thấy. Sáng em trong vòng tay, cùng tôi mãi luyến lưu đời sống này. Sáng em mơ hồ, thức giấc tôi tìm trong muôn trùng tiếc nuối. Dẫu nhân gian cuồng quay, còn tôi đứng mãi nơi này ngóng chờ. Cảm ơn Nguyễn Phi Hùng với ca khúc Dáng Em vừa rồi. Đây là bản phối ngày xưa luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Và cái bài này là anh Hùng là người viết lời Việt luôn đúng không anh? À không, đây là một cái lời Việt của một người bạn nhạc sĩ là Nguyễn Văn Thanh Nhã. À dạ. Nguyễn dạ. Văn Thanh Nhã. Và có thời điểm này là đa phần ca sĩ hay hát nhạc Hoa lời Việt. Dạ. Cho nên là cũng trong cái trào lưu đó thì có cái ca khúc này. Dạ. Và bên cạnh cái bài này nó là một cái bài hit cái thời điểm đó của anh vẫn còn có những cái bài hit khác nữa. Thôi bây giờ để em hỏi fan cuồng của anh đi. À, những cái bài hit nào của anh Nguyễn Phi Hùng thời điểm đó nữa nè. À, Tình Đơn Côi. Và lúc đó thì em nhớ rằng những cái bài như Tình Đơn Côi hay Dáng Em á, nó tạo cái hiệu ứng như thế nào với khán giả của em như em lúc đó? Ngày xưa thì mình chỉ có một cách để mình đo được đó là một bài hát có thành công hay không, đó là mình đi đâu khắp nơi mình đều nghe họ hát cả. Ở quán cà phê nè, ở vũ trường chẳng hạn, ở trường học, hay là đôi khi là một cái câu hát vu vơ trên môi loa kẹo kéo bất chợt. Dạ đó. Ngày xưa là cái âm nhạc của cái người đó rất là phổ biến thời điểm đấy. Còn với anh Nguyễn Phi Hùng lúc đó thì như thế nào ạ? Khi anh sở hữu những cái bản hit này thì lúc đó cái cảm xúc của anh ra sao, và khi anh đi ra ngoài trình diễn á thì khán giả đón nhận như thế nào ạ? Trước tiên là khi mà cái ca khúc đó thành công á, thì Hùng cũng chưa tin vào cái sự thành công đó. Dạ. Mình hóa thân làm một khách uống cà phê, cũng lang thang ở những cái hẻm bán cà phê dạo đó, hoặc là những cái quán cà phê xưa là hay mở, có cái loa để sẵn luôn đúng không? Dạ. Thì ra là em cũng làm khán giả đi nghe, thì thấy khán giả hồi xưa là hay khách hay yêu cầu xong viết vô tờ giấy đó. Dạ. Xong gửi cho cái người chủ quán đó chỉnh ai nhạc thích bài gì đó xong. Dạ. Chỉnh nhạc. À, thế là khi mà nghe được những cái bài hát mà mình thể hiện, tự nhiên mình cảm thấy hạnh phúc lắm kìa. Và trong những cái lần giống như là anh đi
mình gọi vui vui là đi vi hành đi. Mình đi thực tế, mình đi vi hành ở những quán cà phê để mình thử rà soát xem coi là như thế nào á. Thì có bao giờ người ta phát hiện ra anh không? Không, lúc đó thì giữa hình ảnh đời thường với hình ảnh trên đĩa nó cũng mơ hồ lắm. Ví dụ như cái hình ảnh mà chị thấy cái hình mà đầu tiên trong đĩa mới đó. Nhưng mà khi ra diễn cái show đầu tiên thì em cắt đầu đinh. Chứ không để mái tóc dài nữa. Dạ, dạ. Cho nên là mình trà trộn vô khán giả thì mọi người cũng không biết đâu. Dạ, tao để xem coi. Thân tặng Hamlet Trương Nguyễn Phi Hùng. Đây. Thực sự thì chữ ký của Hùng nó chân phương lắm, nó không có được hoa mỹ, mặc dù là trong lòng thì muốn vẽ ra một cái rừng hoa cũng như là một rừng tim để cảm ơn em, nhưng mà anh chỉ có cái chân tình này thôi. Em phải khoe khán giả của Ban Bóng Một Thời mới được. Rồi. Chữ ký của em là chữ ký đơn giản nhất mà ai cũng có thể chữ ký được. Chữ ký sau 10 năm cũng vậy ha. Dạ. Rồi bây giờ nè, chữ ký cũng có rồi, nghe hát cũng nghe xong rồi, bây giờ còn điều gì bao lâu nay mình chưa thổ lộ mình có thể mình nói với anh Nguyễn Phùng một lần nữa hay không? Nói chung là trong một cái hành trình tuổi trẻ rất là dài của em, từ lúc làm một khán giả đến khi là chạy trong hậu trường sân khấu, thì cái hình ảnh của anh Nguyễn Phi Hùng á, mỗi lần anh đi làm, anh đến show vẫn luôn là một cái gì đó rất là hiền hòa và rất là bình an. Em thấy ở một người đàn ông thì mình cần cái đó là đủ nhất, khiến cho người khác cảm thấy là an tâm về mình. Và điều em mong nhất cho các anh chị đó là sẽ luôn có thể giữ được cái ngọn lửa và làm nghề bao nhiêu năm nữa vẫn là như vậy, vẫn phong độ như thế. Và anh chị mãi mãi là tuổi trẻ ở trong trái tim của tụi em. Cảm ơn em rất nhiều. Phải nói là đây là một người em bây giờ không phải là fan nữa mà bây giờ trở thành một cái người đồng nghiệp rồi. Và em cũng có cái cảm xúc giống anh rồi đó. Mỗi lần mà anh nhìn thấy chị Tranh hay là những cái thế hệ anh chị mình đi trước á, đến bây giờ vẫn song hành với mình, vẫn tỏa ra cái năng lượng và khán giả vẫn yêu mến, thì đó chính là những cái điều mà mình hướng đến trong cái sự nghiệp của mình. Làm sao mà mình vẫn luôn luôn yêu thương khán giả như ngày đầu và cái ngọn lửa đam mê vẫn như ngày đầu, thì đó chính là những cái điều mà hạnh phúc nhất. Và có được những khán giả dễ thương như này nữa. Yeah, đó là cái điều mà chúng ta sẽ luôn luôn giữ cho nhau ha. Và cảm ơn Hamlet Trương ngày hôm nay đã đến đây với vai trò là một fan cuồng của anh Nguyễn Phi Hùng. Nhưng mà như chúng tôi đã thấy và bạn cũng đã thấy là ở đây ai cũng nghĩ rằng em là một người đồng nghiệp. Không phải nói là, không phải là fan mềm, không phải fan cứng mà là fan kim cương. Hy vọng rằng Hamlet Trương sẽ tiếp tục phát huy cái vai trò của mình ở trong từng lĩnh vực mà em tham gia để mang đến cho quý vị khán giả nhiều sản phẩm thật hay, thật hấp dẫn hơn nữa trong những ngày sắp tới, cũng như là cho các anh chị nghệ sĩ đây nha. Dạ. Tại vì nếu như bài hit ít quá thì các anh chị tranh nhau mất tình đoàn kết dữ lắm. Nhiều nhiều bài hit chút xíu để ai cũng có phần em nha. Dạ. Xin cảm ơn Ban Bóng Một Thời và cảm ơn ba anh chị. Xin chào. Cảm ơn em, chào em. Thấy em nha. Dạ, và thưa quý vị khán giả, với ca sĩ Nguyễn Phi Hùng thì con đường sự nghiệp của anh không chỉ gói gọn trong lĩnh vực âm nhạc. Như chúng ta cũng đã biết là anh ấy còn lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh và cũng đã có những thành tựu nhất định. Vậy thì bây giờ muốn hỏi anh Hùng là tại sao đang là một ca sĩ rất là nổi tiếng mà như anh cũng nhận xét rằng bản thân mình rất là nhút nhát, mà cái công việc để trở thành một người diễn viên á, thì nếu mà nhút nhát quá thì cũng thật sự là khó để mà theo đuổi, để mà làm được. Vậy thì tại sao anh có cái sự chuyển hướng này ạ? Có những điều mà trái tim mình nó thôi thúc, nó mách bảo chị. Thực sự là nếu mà bước vào lĩnh vực là một diễn viên thì em chưa tự tin lắm. Nhưng mà khi mà nhận được một cái kịch bản mà nói về một diễn viên múa, ngay đúng không? Dạ, tự nhiên mình thấy, ủa, đây giống như là đồng nghiệp của mình vậy. Tự nhiên mình thấy có cái sự đồng cảm. Và hơn nữa thì mình cũng muốn kể một câu chuyện nhân văn thật là đẹp về một người diễn viên múa, dù nghịch cảnh như nào cũng vẫn cố gắng vươn lên. Và cái con người đó mình đã nhìn thấy được trong đời thường rồi. Cho nên là nó có một cái chất xúc tác để cho em tự tin khi mà lần đầu tiên bén duyên vào điện ảnh. Đó là bộ phim gì vậy anh? Bộ phim Hải Âu. Đó là cũng bộ phim mà anh được giải diễn viên luôn đúng không? Đúng rồi. Tức là vai diễn đầu tiên chạm ngõ với phim ảnh là vai diễn mà mang về cho mình giải thưởng luôn đó. Đúng rồi. Bây giờ thì mình hãy xem lại trích đoạn trong bộ phim Hải Âu để xem có cái vai diễn đầu tiên chạm ngõ điện ảnh của anh Nguyễn Phi Hùng như thế nào nha. Cô bé này bị khuyết tật thiệt luôn. Cô đam mê múa chị. Thank you.
cái vai diễn này là vai diễn đầu tiên mà anh được giải diễn viên luôn, lúc đó cái cảm xúc anh như thế nào? Khi đó thì em cũng được thông báo qua điện thoại thôi, thì em cũng không có tin, không có tin là mình đoạt giải nữa. Đó là giải Cánh Diều Vàng hay là liên hoan phim? Dạ, liên hoan phim Cánh Diều Vàng thì dạ. Lúc đó lần đầu tiên ra một cái giải gọi là giải diễn viên triển vọng. Đó, thì em đặt giải trong cái đó. Thì khi đó em nhận tin em cũng chưa có tin nữa. Dạ. Bởi vì mình chỉ nghĩ rằng là cái bộ phim này là quay trong vòng một tháng. Một tháng. Hồi xưa phim truyền hình mà quay trong vòng một tháng. Tháng là nhiều lắm ấy, dạ. Dài lắm. Cho nên là em dầm mưa dại nắng ở ngoài Phan Thiết cả tháng trời. Thì về khán giả nhận không ra luôn. Lúc đó là đen giống như một hòn than á, chân tay thì phồng rộp hết. Tại vì đứng ngoài nắng trời, ngoài biển á, để cho nó giống như một cái người dân biển nữa. Yeah. Thành ra là cảnh vừa rồi là quay ở Cần Giờ. Yeah. Đó, thì khi mà đoạt giải á, thì em rất là xúc động. Tại vì mình nghĩ rằng là mình không có biết trước cái tương lai mình sẽ trở thành một diễn viên. Nhưng mà mình chỉ biết là nỗ lực trong từng cái công việc mình lựa chọn, trong từng cái thời điểm. Vì thế nên là cái giải này cũng giống như là một cái niềm tin để mình vững bước tham gia thêm những cái bộ phim. Dạ. Yeah. Và đến nay thì cái gia tài phim ảnh của anh được bao nhiêu bộ phim, anh nhớ hết không? Cũng không nhiều lắm. Chứ cũng khoảng mười mấy bộ phim thôi. Ít lắm, có mười mấy thôi. Ca sĩ mà đóng tới mười mấy bộ phim. Với anh như vậy là nhiều rồi. Cũng có nhiều anh chị ca sĩ rẽ hướng sang đóng phim và rất thành công. Ví dụ như chị Chanh cũng là một trường hợp như vậy. Dạ. Khi chúng ta làm một cái công việc mà nó không đúng với sở trường của mình, nhưng mà nếu như mình đặt tâm huyết của mình vào trong đó, thì mình cũng sẽ đạt được những cái thành tựu nhất định mà đó. Dạ. Dạ. Còn bây giờ thì anh Hùng có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết rõ hơn về cái cuộc sống hiện tại của anh như thế nào, và anh đang có những cái dự định gì ấp ủ cho những ngày sắp tới không ạ? À, cuộc sống hiện tại của Hùng thì có thể sử dụng hai từ, đó là an yên mỗi ngày. Lúc nào cũng tràn đầy năng lượng dành cho việc đam mê nghệ thuật. Đó là công việc mà mình ưu tin nhiều nhất. Yeah. Và điều mơ ước nhất là mỗi ngày mình sống mình đều cảm thấy có năng lượng, có niềm vui, và mình sẽ mang đến cho khán giả những cái chương trình mang dấu ấn, để cho mọi người thấy rằng là không phải chứng tỏ điều gì hết, không phải làm một cái điều gì quá lớn lao, nhưng mà lúc nào mình cũng mong muốn công hiến thì tự nhiên mình sẽ tạo ra được những cái sản phẩm tốt. Dạ. Và trong thời gian vừa qua, khi mà thành phố chúng ta bùng dịch bệnh thì anh Nguyễn Phi Hùng cũng là một trong những nghệ sĩ ở trong nhóm tình nguyện viên nghệ sĩ để đến với các bệnh viện dã chiến để phục vụ văn nghệ cùng với chị Chanh ở đây. Và anh cũng đã có sáng tác một ca khúc để dành tặng cho các bác sĩ tuyến đầu chống dịch, đó là ca khúc Ba Sẽ Về, đúng không ạ? Dạ, nhiều lắm. Em sáng tác khoảng 4 ca khúc, rồi hát 4 ca khúc của các nhạc sĩ nữa. Dạ, thì, dạ ít lắm, nhưng mà kể ra rất nhiều. Nhưng mà đối với em thì những người chiến binh thực thụ đang ngồi đây này, đây là hai lão đại, hai người mà Hùng vô cùng ngưỡng mộ. Những cái khó khăn ấy mà khi mà mình tưởng tượng lại, mình đã cảm thấy được là mọi người đã bất chấp cả tính mạng mình để lao vào, để cùng chung sức với những người nơi tuyến đầu. Vì là có những cái lúc mà em đi hát về xong em cũng hồi hộp. Tại vì chị Chanh cũng biết rồi đó, những cái khẩu trang nó làm cho mình ngộp hơi á. Đúng rồi. Rồi mình dùng sức nhiều quá, xong về mình bị khó ho. Khó thở. Rồi mình nghĩ rằng là không biết là hay là mình nhiễm rồi. Dạ, có trường hợp gì xảy ra với mình hay không. Thì trong lòng cũng hồi hộp lắm. Thật ra là cũng phải tự cách ly. Cũng may là thời gian ở nhà mình nghỉ ngơi, mình uống thuốc cảm, thuốc ho rồi xong thì nó cũng phục hồi lại, thì mình biết là à, cái này là do lao lực thôi, mình cố gắng quá rồi mình thiếu oxy quá mới bị thôi. Đúng rồi. Mỗi người chúng ta sẽ góp vào cho thành phố của chúng ta đúng theo cái khả năng của mình. Mình có lời ca tiếng hát, mình đóng góp lời ca tiếng hát. Anh còn có khả năng sáng tác thì anh góp vào thêm những sáng tác của anh để ủng hộ cho các bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Thì có đi mình mới biết rằng là những cái bài ca đó, những cái lời hát của anh em nghệ sĩ mình khi mà mang đến cho mọi người được mọi người đón nhận một cách nó nồng nhiệt như thế nào. Bởi vì cái tinh thần là cái vô cùng quan trọng, đúng không? Thì chính lời ca tiếng hát của các anh em nghệ sĩ ở đây là cái điều mà mọi người đang cần, là cái liều thuốc bổ. Mình giống như là đi trọng. Truyền lửa, đi dạ. Tiếp thêm dạ. Tinh thần và cổ động thêm tinh thần dạ. Nữa, đúng không? Đây này, chị Chanh này. Và hiện tại bây giờ khi mà tình hình dịch bệnh cũng đã tương đối được kiểm soát, thì chúng ta sẽ quay trở lại với công việc nghệ thuật của mình. Thì khán giả đang rất là mong chờ những sản phẩm nghệ thuật sắp tới của anh Nguyễn Phi Hùng. Anh có thể tiết lộ một chút được không? Mong ước của Hùng thì vẫn muốn thực hiện một cái chương trình giống như live show hồi nãy rồi đó. Nhưng mà nó sẽ mang một cái dấu ấn để đánh dấu cái giai đoạn mình trưởng thành trong 20 năm làm nghề với đầy đủ những cái chuyên môn sâu mà mình đã học hỏi được những cái bậc đàn anh chị đi trước. Rồi làm sao mà tạo ra một cái chương trình nó có chiều sâu để cho khán giả vẫn thấy rằng là
20 năm cũng giống như là điểm xuất phát, lúc nào cũng tràn đầy đam mê, lúc nào cũng tràn đầy tình yêu đối với khán giả, một cái sự trân trọng và luôn luôn mong muốn mang đến những cái sản phẩm ý nghĩa. Và hy vọng rằng cái chương trình mà anh đang ấp ủ á, không lâu ha, không lâu sẽ được ra mắt khán giả để đánh dấu một cái chặng hành trình 20 năm của ca sĩ diễn viên Nguyễn Phi Hùng. Còn bây giờ sẽ là món quà âm nhạc cuối cùng mà anh Nguyễn Phi Hùng dành tặng cho khán giả của Vang Bóng Một Thời. Chút nhưng hờn ghét, ngoài trời mưa gió vô tình. Mình tôi lặng im chờ mong và nghe hạt mưa tình ái vỡ tan rồi. Giờ đã bạc tóc, vậy mà sao vẫn u hoài. Đùa vui với yêu dấu không dứt, mang những cay đắng chất chứa trong lòng. Tiếc nuối chi và đừng khóc, vì người yêu đã theo chồng. Dù cho tình ta ngày xưa đẹp như bình minh, giờ đã bóng lưng chiều. Nhìn ngắm những đợt sét, ngoài trời mưa vẫn vô tình. Chờ mong bóng em khuất trong gió, ta sẽ đi giặt xe để quên hết. Hãy yên tâm nàng cứ bình yên bên người. Ta giờ không cần ai trong đời, dù trời mưa mang cô đơn và ta sẽ không còn lạnh nữa. Hãy yên tâm nàng cứ bình yên bên người. Ta giờ không cần ai trong đời, dù trời mưa mang cô đơn ta vẫn yên vui trong cuộc đời. Cất tiếng khóc để xa buồn bắt đau trong tim, anh yêu em như gió mưa đêm nay. Nếu biết trước có những nỗi cô đơn, trách nhau chi người yêu hơn. Đã có những lúc tôi nhìn lại cuộc tình đó lúc bóng em đã xa rồi. Thế giới có biết bao người yêu nhau suốt đời, cơ sao số kiếp tôi vẫn hiu quạnh. Vẫn mãi dần bước trên đường đời, dù tình yêu trói tôi giữa đau vui. Thế giới có mấy ai được vui trong mái tình, thế nên chẳng thấy tôi quá đơn lạnh. Lúc biết yêu đã xa người, lúc trái ngang đã giăng trời. Từng hoa yêu đương nào không mang theo trái đắng, thì tôi yêu đây giữa đơn côi. Tình trong nhân thế để năm nay một tình yêu, để vân tay ta được yêu hỡi linh hồn thang hương. Tình yêu đó lúc trong vắng khi thường quay, đắm đuối khi đổi thay như hằn lên vết thương. Nhân gian kia mấy ai được vui, yêu đương trong giấc mơ lẻ loi. Tình tôi đó đốt cháy hết bao ngày qua, thấm mướt hết bao tình ca, khúc ca tình đơn côi. Tình tôi đó đốt cháy hết bao ngày qua, thấm mướt hết bao tình ca, ôi tình ca lẻ. Trăng anh đưa mà hôn sao trắng rơi, đời anh vui nơi anh sống bên em qua kiếp người. Hãy tin anh một lần, thế gian kia muôn trùng, và rồi trong giây
duyên kiếp sẽ tròn đời ta có đôi. Dù bàn chân anh bước mà hồn sao chán rời, đời anh vui nơi anh sống bên em qua kiếp người. Hãy tin anh một lần, thế gian kia muôn trùng, và rồi trong duyên kiếp sẽ tròn đời ta có đôi. Em hãy trách móc vu vơ, anh cho em nỗi mong chờ, và rồi chợt bước đến khi lẻ loi. Yêu em như thế sao, không như sóng cuộn trào, bên anh hôm nay mà mãi chốn nào. Sao ta không hiểu cho nhau, anh yêu em cũng vô bờ, đợi chờ là bỗng thấy như cút côi. Bên em anh rất vui, chia tay thấy ngậm ngùi, ra đi anh đều lên hình bóng em mà thôi. Dù bàn chân anh bước mà hồn sao chán rời, đời anh vui nơi anh sống bên em qua kiếp người. Hãy tin anh một lần, thế gian kia muôn trùng, và rồi trong duyên kiếp sẽ tròn đời ta có đôi. Dù bàn chân anh bước mà hồn sao chán rời, đời anh vui nơi anh sống bên em qua kiếp người. Hãy tin anh một lần, thế gian kia muôn trùng, và rồi trong duyên kiếp sẽ tròn đời ta có đôi. Anh một lần, thế gian kia muôn trùng, và rồi trong duyên kiếp sẽ tròn đời ta có đôi. Dù bàn chân anh bước mà hồn sao chán rời, đời anh vui nơi ấy sống bên em qua kiếp người. Hãy tin anh một lần, thế gian kia muôn trùng, và rồi trong duyên kiếp sẽ tròn đời ta có đôi. Hãy tin anh một lần, thế gian kia muôn trùng, và rồi trong duyên kiếp sẽ tròn đời ta có đôi. Xin gửi tặng anh bó hoa của chương trình. Cảm ơn anh đã đến với Vang Bóng Một Thời ngày hôm nay. Cảm ơn những câu chuyện rất là dễ thương mà anh Hùng đã chia sẻ về cuộc sống cũng như là về con đường sự nghiệp của mình. Chúc cho anh không phải chỉ là 20 năm mà còn nhiều hơn nữa, 40 năm, 60 năm vẫn tiếp tục nhận được sự yêu thương, những tình cảm từ quý vị khán giả như thế nữa anh Hùng nha. Và cảm ơn chị Chanh cũng đã đến với Vang Bóng Một Thời ngày hôm nay, hỗ trợ em trong vai trò là ban bình luận nha. Và thưa quý vị khán giả, đến đây thì chương trình Vang Bóng Một Thời cũng xin được phép kết thúc. Chương trình cho đài truyền Vĩnh Long cùng với công ty Sen Vàng thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 21 giờ thứ bảy trên kênh truyền Vĩnh Long 1, phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền Vĩnh Long 2. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Sự xuất hiện của nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng trong tập phát sóng tuần này đã mang lại cho chúng ta những câu chuyện đầy bất ngờ và thú vị. Khách mời trong tập tiếp theo sẽ là ai và câu chuyện của họ là gì? Mời quý vị đón xem tập 11 chương trình Vang Bóng Một Thời được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy ngày 8 tháng 1 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Thank you.